rượu vang đỏ ngâm hành tây giúp ổn định huyết áp chỉ sau 5 ngày. Bệnh cao huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi đây là căn bệnh ít có biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài những cách chữa theo y học hiện đại, còn có những bài thuốc cổ truyền dễ áp dụng như rượu vang đỏ ngâm hành tây dưới đây. Chị Ngọc Hà cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh cao huyết áp và đau nhức do tuổi già đem lại đã lâu, áp dụng đủ các phương pháp đông y, tây y kết hợp mà chẳng ăn thua. Trước kia, mẹ chị rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố, lại thoải mái đi du lịch và ăn uống ngon miệng mỗi dịp gia đình tụ tập quây quần. Nhưng gần đây, chứng kiến cân nặng của mẹ bắt đầu khó kiểm soát do ít vận động và tập thể dục vì chứng đau nhức hành hạ, chị Ngọc Hà thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Thật may mắn, trong một lần đi công tác ở Hồng Kông, nhờ đối tác công ty bạn chia sẻ mẹo nhỏ, chị Ngọc Hà đã giúp mẹ đánh bại chứng huyết áp cao và bị đau nhức. Dần dần lấy lại nếp sinh hoạt như trước kia, chị Ngọc Hà đã chia sẻ bài thuốc đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm này với mọi người. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một vị thuốc rất hay mà mẹ mình đã uống và thấy rất hiệu quả. Lúc trước, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đau nhức, đo huyết áp hàng ngày và thường xuyên phải ra vào bệnh viện thăm khám. Nhưng giờ tình hình của bà đã được cải thiện rất nhiều. Hiện mẹ mình chẳng cần uống thuốc nhưng luôn thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu. Khâu chuẩn bị nguyên liệu khá đơn giản. Chọn mua hành tây, màu tím càng tốt, và một chai rượu vang đỏ, hạt rượu nho cũng được. Hai thứ này đều dễ kiếm. Ngâm theo tỷ lệ 2 củ hành tây trộn với 500ml rượu vang đỏ. Do rượu vang thường được đóng chai theo quy cách 750ml trên một chai, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 củ hành tây cho mỗi chai. Mình ít bị cay mắt khi chế biến hành tây nên thường phụ giúp mẹ làm. Trước tiên rửa sạch, lột vỏ, cắt dọc củ hành 8 phần bằng nhau, rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào, đóng kín nắp bình rượu, để chỗ thoáng mát khoảng 1 tuần. Sau đó chắc riêng rượu và hành vào 2 bình đựng khác nhau, cắt rượu vào tủ lạnh. Lưu ý mọi người, khi ngâm rượu, hoàn toàn có thể cho cả lớp vỏ của hành vào. Hiệu quả giảm đau nhức và hạ huyết áp sẽ càng cao. Cách dùng của mẹ mình như sau. Mỗi lần uống chừng 50ml, mỗi ngày uống 1-2 lần. Người cao tuổi khuyến khích nên dùng khoảng 20ml để có tác dụng tốt nhất. Mọi người nên ăn cả lá hành đã ngâm. Những ai không uống được rượu thì cho thêm vào một lượng nước tương đương với một lần sử dụng. Đun sôi 5 phút rồi mới để lạnh và uống. Đối với người thích ngọt, có thể pha thêm vào nước rượu chút mật ong. Theo tài liệu mình và mẹ tham khảo được thì hành tây, đặc biệt là hành tím, có tác dụng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên, và rượu vang đỏ ngâm hành tây là bài thuốc đa năng rất hữu hiệu. Ở Nhật Bản, người ta dùng loại rượu ngâm này chữa bệnh cao huyết áp, giảm lượng đường trong máu, cải thiện tật viễn thị ở người cao tuổi, chữa chứng tiểu đêm, khó ngủ, mắt mờ và mệt mỏi, chữa bệnh nước tiểu đục, trướng bụng do bí đại tiện. Mình đã quảng cáo bài thuốc rẻ tiền này cho bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người dùng loại rượu trên cho biết sau 3-5 ngày thấy kết quả ngay, da càng hồng, ngủ ngon, chân tay linh hoạt hơn. Chúc mọi người cũng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc tuổi già đơn giản như mẹ mình. Không nên vứt bỏ hành tây quá nhiều khi chế biến. Hành tây tím ngoài công dụng ổn định huyết áp còn giúp ngừa thiếu máu, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm sốt, làm loãng máu, đánh tan các cục máu đông và lọc máu ra khỏi các chất béo không lành mạnh. Khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng chất flavonoid chống oxy hóa có nhiều ở những lớp vỏ ngoài của hành tây. Nếu lọt 2 lớp vỏ đầu tiên của hành tây thì ta đã loại bỏ 75% chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, thật sai lầm khi lọt vỏ quá nhiều các lớp vỏ này. Các chuyên gia cũng khuyên rằng mỗi người nên ăn ít nhất 3 củ hành tây tím trên một tuần, có thể ngăn ngừa ung thư. Để tốt cho sức khỏe, cần có hành trong chế độ ăn uống, ít nhất là 1 củ hành tây tím mỗi tuần.
uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nếu muốn giảm huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xác định là mắc bệnh huyết áp cao khi chỉ số huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nữ giới uống đều đặn một cốc rượu vang mỗi ngày sẽ giúp huyết áp giảm từ 2mmHg với phái mạnh. Nếu uống 2 cốc rượu vang đỏ không cồn mỗi ngày trong 1 tháng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Với những người trên 50 tuổi, ngay cả khi bị cao huyết áp, họ vẫn nằm trong diện được uống 1 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày. Bởi các chất phytochemica trong rượu vang làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Thêm vào đó, thành phần chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc của động mạch vành. Vì thế, uống rượu điều độ từ 1 đến 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng bị cao huyết áp là không vận động thường xuyên. Thực ra, vận động với cường độ vừa phải sẽ giúp điều hòa huyết áp, tăng cường nhịp tim và hô hấp. Yoga và thiền cũng là hai phương pháp có hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao huyết áp hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Được người ta mách, thái nhỏ vỏ chanh trộn với thứ này, mẹ em đã trị tận gốc bệnh xương khớp. Vừa đơn giản lại có thể làm tại nhà luôn nhé. Bị viêm khớp bao lâu, mẹ em mới tìm ra giải pháp trị sạch tận gốc bệnh chỉ bằng vỏ chanh, đơn giản hiệu quả và dễ làm. Chanh là một trong những loại trái cây thuộc họ cam chanh, rất giàu vitamin C nên rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng đến giờ em mới biết công dụng này của vỏ chanh đó các mẹ ơi. Trước giờ em đang dùng chanh làm nước uống, làm đẹp từ nước cốt chanh hay dùng trong chế biến món ăn, đồ uống. Riêng về vỏ chanh thì thỉnh thoảng em có làm mứt hay làm tinh dầu đột cho thơm thôi. Nhưng mà gần đây em mới phát hiện ra một công dụng mới từ vỏ chanh nè các mẹ. Chuyện là mẹ em vốn mắc bệnh đau nhức xương khớp đã lâu và hầu như phải uống thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, uống thuốc nhiều sẽ kèm theo các tác dụng phụ mà bất cứ người bệnh nào cũng không mong muốn. Đặc biệt là tình trạng giữa nước và đau nhức về đêm. Vì vậy, mẹ em thường dùng dầu, nước xanh xoa bóp mỗi tối thì mới mong ngủ yên được. Thế nhưng, theo bác sĩ, một đặc thù của bệnh khớp là không được dùng dầu nước xanh vì sẽ làm cho tình trạng xương khớp của người bệnh ngày một tệ hơn. Nhưng bệnh mẹ em đã quá nặng, chỉ uống thuốc thì không thể nào ngủ yên được. Thế vậy, bác sĩ điều trị đã hướng dẫn cho mẹ em một cách cắt đứt những cơn đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần đến dầu nước xanh hay bất cứ loại thuốc dùng ngoài da nào thêm cả. Và đó chính là vỏ chanh đó các mẹ. Cách thực hiện rất đơn giản. Mỗi tối, em chỉ cần dùng vỏ chanh để xoa những vùng đang bị đau trên cơ thể của mẹ em chừng 5 phút và có thể loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Nếu không có vỏ chanh tươi hàng ngày thì các mẹ có thể chuẩn bị hỗn hợp dầu ô liu chanh sau này. Lấy 100g vỏ chanh tươi và 300ml dầu ô liu. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Vỏ chanh tươi thái nhỏ và cho vào bình thủy tinh. Tiếp đến là đổ dầu ô liu vào, sao cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Cuối cùng là để bình ở nơi thoáng mát. Dùng ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Mỗi tối em sẽ lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau, cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi một lọ như vậy sẽ dùng được khoảng trong vòng 6 tháng. Nếu dùng hết thì bỏ đi, làm lọ khác nhé mọi người. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và kháng khuẩn mạnh, sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp.
Hãy bỏ túi 2 cách chữa đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh vì nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonene, vitamin C, citrate pectin, có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Nhờ bài thuốc vô cùng đơn giản từ vỏ chanh này mà tình trạng đau nhức xương khớp của mẹ em đã được cải thiện đáng kể đó các chị ạ. Mỗi tối cứ lấy ra xoa lên chỗ đau nhức là có thể ăn ngủ ngon giấc rồi. Không những vậy, vào buổi sáng em còn pha thêm cho mẹ một ly nước chanh để nạp năng lượng cho cả ngày dài, đồng thời giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch cho mẹ luôn. Nhờ kiên trì kết hợp sử dụng dầu ô liu chanh với liệu trình trị bệnh mà bác sĩ đã đề ra, nên gần đây bệnh của em đã khỏe hơn rất nhiều, em mừng lắm. Em thấy bài thuốc này hay và đơn giản nên lên chia sẻ với mấy chị nè. Chị nào có tình trạng bệnh tương tự thì áp dụng ngay đi nhé, hiệu quả lắm. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bèo tay, công dụng quý không ngờ, đừng ai bỏ phí. Bèo tay dù chỉ là loại cây dùng làm thức ăn cho động vật nuôi, nhưng lại có công dụng quý hiếm như một kháng sinh chống viêm và giảm đau cực kỳ hiệu quả. 1. Mô tả. Bèo tay còn gọi là bèo Nhật Bản, lộc bền, thuộc họ bèo tay. Loại bèo này được cho rằng có nguồn gốc từ Nhật Bản, nên được gọi là bèo tay, bèo Nhật Bản. Còn gọi là lộc bình do cuốn lá phình lên giống lọ lộc bình. Bèo tay là cây thảo, sống nổi ở nước hay những nơi ẩm ướt. Lá mọc thành hình hoa thị, có cuốn phồng lên thành phao nổi, trông giống như chiếc lọ lộc bình. Gan lá hình cung, hoa mọc thành chùm ở ngọn, hoa không đều, màu xanh tím. Cành hoa trên có một đốm vàng 6 nhì, 3 dài 3 ngắn, bao thượng 3 ô, đựng nhiều noãn, quả nang. 2. Chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến. Bác sĩ Trang Xuân Chi đã kể lại trên tạp chí Cây Thuốc Quý câu chuyện về cây bèo tay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Khi bác sĩ công tác ở tiểu đoàn quân y F325 đánh Mỹ ở miền Tây Khe Sanh, Bắc Quảng Trị, đã học được kinh nghiệm xử lý những vết thương nhẹ của thương binh bằng cách dùng bèo tay giã nát, trộn với muối để đắp vào vết thương, sẽ hết viêm ngay. Nhờ có bèo tay, những chỗ mừng mủ thì thu nhỏ lại, chỗ nào sưng to, có mủ thì vỡ mủ ra. Nhờ có kinh nghiệm này mà các đơn vị bộ đội đã tiết kiệm được một số thuốc kháng sinh Tây y để dành cho điều trị thương bệnh binh nặng hơn. Theo chia sẻ của bác sĩ Chi, liều lượng bèo tay tùy thuộc vào nơi viêm xương trên da của bệnh nhân, nhưng phải rửa thật sạch bằng nước muối sinh lý. Khi giã nhỏ cũng phải cho một ít muối sạch trộn vào. Giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam cũng xác nhận, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, nhân dân dùng cây bèo Nhật Bản đắp lên những nơi xương tấy, viêm loét do các chất độc hóa học gây ra có nhiều kết quả tốt. 3. Công dụng quý của bèo tây. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây bèo tây dù được trồng phổ biến ở nước ta nhưng chủ yếu dùng làm thức ăn cho vật nuôi, không phải để làm thuốc. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm thực tế, người ta cũng phát hiện ra rằng loại cây này dùng để đắp bề ngoài khi bị đau, mụn nhọt, vết thương thì cũng cho kết quả rất tốt. Cách dùng là hái một nắm bèo tay rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp lên nơi xương tấy. Khi khô lại, thay miếng đắp khác, ngày thay 2-3 lần. Với cách chữa này, theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, vết tấy sẽ rút rất nhanh. Nếu chưa mưng mủ thì sẽ tan, nếu đã mưng mủ rồi thì thời gian mưng mủ sẽ rút ngắn, chống vỡ hay chống trích được hơn. Theo quan điểm của các nhà khoa học, hiện nay nhân dân ta ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn rất nghèo, chưa mua nổi bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc sử dụng các cây con thuốc nam như cây bèo tây rất có lợi.
vừa ít tác dụng phụ lại không tốn tiền, dễ kiếm. Chính vì vậy, những bài thuốc như thế này nên được nghiên cứu cẩn thận và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin ở hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Reset cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thật dê nâng cao phong độ quý ông. Trong y học cổ truyền, thận dê được gọi là dương thận, bao gồm hai phần: dương nội thận hay còn gọi là dương yêu tử, tức là quả thận thực sự, và dương ngoại thận hay còn gọi là dương thạch tử, tức là tinh hoàn. Dương thận vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận khí, ích tinh tủy, thường được dùng để chữa các chứng thận lao hư tổn, lưng đau gối mỏi, tai ù, tai điếc, liệt dương, dì hoặc tinh, yếu sinh lý, đi tiểu đêm nhiều lần. Một trong những chức năng quan trọng của tạng thận là chủ về sinh dục. Dê lại là một trong những loài động vật có khả năng hoạt động sinh dục mạnh mẽ và bền bỉ. Bởi vậy, quả thận và tinh hoàn của dê đã được người xưa sử dụng làm thức ăn và làm thuốc để chữa trị các chứng bệnh thuộc hệ sinh dục từ rất sớm. Đây là một trong những ví dụ điển hình của việc áp dụng học thuyết dĩ tạng bổ tạng, dĩ tạng liệu tạng, lấy tạng để bồi bổ và chữa bệnh của tạng. Dưới đây xin được giới thiệu một số công thức điển hình để bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng. Bài 1. Thận dê 1 quả. Thịt dê 60g. Lá kỷ tử 250g. Có thể thay bằng kỷ tử 100g. Gạo tẻ 60-90g. Hành củ và gia vị vừa đủ. Dương thận rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái thịt. Thịt dê rửa sạch, thái quần cờ, sắc kỹ tử, rồi bỏ bã lấy nước. Cho thận và thịt dê vào ninh như
với gạo thành cháo. Nêm gia vị vừa đủ, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: bổ thận âm, ích thận khí, tráng nguyên dương. Dùng để trị các chứng lưng đau gối mỏi, tai ù, di niệu do thận hư, nam giới liệt dương, suy giảm khả năng tình dục. Bài 2. Thận dê 1 quả, nhục thung dung 30g. Thận dê rửa sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Nhục thung dung tẩm rượu một đêm rồi thái lát, đem hầm cùng. Khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, nhuận tràng thông tiện. Dùng làm đồ ăn cho những người bị liệt dương, yếu sinh lý. Táo bón do mẹ mong họ suy. Bài 3. Thận dê 1 đôi, nước hầm xương lợn 1 bát, tủy lợn 1 đoạn, gia vị vừa đủ. Thận dê rửa sạch thái miếng, đun nước hầm xương lợn cùng với gia vị và tủy lợn trong vòng 15 phút. Sau đó cho dưa ngoại thận vào, đun thêm chừng 3 phút là được. Múc ra bát, ăn nóng. Công dụng: ích tinh, trợ dương, bổ thận. Được dùng để chữa các chứng mụn con, liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh, đau lưng mỏi gối, suy giảm ham muốn tình dục, suy nhược cơ thể. Bài 4. Thận dê 1 đôi, nhục thung dung 25g, thảo quả 5g, tràng bì 5g, mỡ dê 100g, gia vị vừa đủ. Thận dê làm sạch, bổ đôi, bỏ màng trắng, thái miếng. Mỡ dê thái miếng, xắt kỹ các vị thuốc rồi bỏ bã lấy nước. Đem hầm với thận và mỡ dê. Khi chín chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: bổ thận tráng dương, ôn trung kiện tỳ, nhuận tràng thông tiện. Được dùng để chữa các chứng liệt dương, di hoạt tinh, đau lưng mỏi gối, tay chân lạnh, táo bón do thận dương hư. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3
khi đọc được chia sẻ của tôi đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng, sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống, giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẹo hối không kịp.
Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biếng ăn, do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả, còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao, mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm. Nếu không, dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hấp, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút, tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu
sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng, hạt ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu, uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.